Lý do du học Mỹ cấp 3 đang trở thành xu hướng. hiện giờ có một cái xu hướng là du học ở Mỹ thì nhiều bậc phụ huynh hiện giờ đã bắt đầu cho con cái từ hồi cấp 3. À, lý do tại sao là tại vì từ hồi cấp 3 đó mình học ở Mỹ tiếng Anh mình sẽ trơn tru, mình sẽ giỏi, mình sẽ dễ giỏi. À, tại vì học sinh cấp 3 ở Mỹ thường thường họ không có tập trung vô nhiều. À, dĩ nhiên những người giỏi thì mình không nói chi nha. Thành ra là người Việt Nam mình, nhất là những người du học khi mà mình đã du học rồi thì ai cũng muốn học giỏi. Còn những người ở Mỹ, những người bản xứ ở đây đôi khi là họ đã thách cái đó là một cái, cái cái chuyện hiển nhiên là Tôi ở Mỹ thì tôi phải học rồi. Thành ra nhiều khi họ không có tôn trọng cái chuyện mà mình được học ở Mỹ ở những trường công uh, miễn phí. Uh, dĩ nhiên trường tư thì phải trả tiền. Thì các bậc phụ huynh hiện giờ ở Việt Nam đi du học lại có khuynh hướng uh, cho các con học qua Mỹ từ sớm từ hồi cấp 3 để mà mình có thể trau dồi tiếng Anh giỏi. À, là một chuyện và cái thứ hai á là nếu mình học giỏi mình vẫn có thể xin được học bổng vào những cái trường đại học nổi tiếng và đôi khi mình mình xin học bổng như vậy đó thì các bạn tiết kiệm được chi phí rồi ngoài ra khi mình đi qua đây du học thì mình vẫn có thể chọn những cái trường college tức là hai năm đầu những trường cao đẳng hai năm đầu để mình học để mình tiết kiệm chi phí rồi sau đó mình hãy chuyển qua những cái bậc đại học danh giá thì tóm lại khi mà mình qua mỹ thời gian lâu cái mình sẽ quen được cái môi trường ở mỹ dẫn tới mình dễ hòa đồng hơn mình dễ kết nối hơn Công việc học hành nó sẽ dễ dàng hơn. Và như Đức cũng có nói là một số bậc phụ huynh, đó con em nhiều khi đi du học, nhưng mà vẫn muốn cho con mình có những cái cọ sát, làm quen với lại cái văn hóa xã hội ở Mỹ. Thành ra là muốn cho đi học sớm hơn. Và ngoài ra như Đức nói, khi mà mình đã vào college của Mỹ hay vào đại học của Mỹ, thì các bạn có hoàn toàn có thể xin những công việc đi làm thêm để kiếm thêm tiền và giảm nhẹ cái chi phí ăn ở cũng như chi phí học hành. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi mình Đức nha.